Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Game Overflow. Để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click chiếc phần link mô tả dưới video mà tham tác chatbot đó bạn. Rồi các bạn bấm continue được cấp xa để đi tiếp nha bạn. 73 còn 44. Rồi như đầu tiên các bạn join kênh group nữa các bạn. Bạn các bạn. Rồi trên cục con trên xào bạn chết limit đi số bớt con này đi bạn, rồi bạn trên xào nghe các bạn cho limit của ai ta, rồi bạn trên xào bạn sau đó bạn bấm đáp nữa, bạn trên tiếp kênh CL nữa các bạn, rồi bạn bấm đáp lên nữa, tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và tờ Twitbot nữa. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nghe các bạn. Rồi các bạn bấm có luôn đi các bạn. Các bạn theo dõi này các bạn. Rồi xuống đây các bạn like nè, các bạn tweet nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm don. Rồi các bạn bấm don. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn cho tiếp kênh seller nữa. Rồi bấm don. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ USB Smart Chain Pet 20 trên YouTube Wallet của các bạn. Rồi các bạn gì lấy liên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm cho cần nha bạn. Như video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.